Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật 16 tháng 2 năm 2003 và cũng là 16 tháng giêng năm Quý Mùi, tức là năm mới. Năm mới hôm nay là buổi giảng đầu năm. Mình cứ nói đầu năm, mình cứ nói năm mới tùy thuận chúng sanh ha. Chứ tôi nói như vậy mà nếu mà người học Phật sâu á là người ta bắt bẻ liền. Người ta nói rằng là năm mới không có năm mới. Ta gọi là đầu năm không có đầu năm. Bởi vì quá khứ tìm không có, hiện tại tìm cũng không có, và tương lai tìm cũng không, không có. Mà không gian vô tận, thời gian vô vô cùng. Còn cái mà năm mới năm cũ này kia là tại mình nói thôi, do cái yêu cầu của một dân tộc nào đó. Ví dụ như mình gọi là cái Tết của mình đó là cuối tháng 12 âm lịch chứ gì. Nhưng mà các cái nước khác thì người ta ăn Tết không phải vậy, ta chịu tuổi không phải vậy. Do vậy cho nên cái từ năm mới năm cũ mà đối với cái lỗ tai của người mà thâm nhiễm đạo Phật rồi đó là nói vậy, là nói vậy mà không phải vậy. Nên hôm nay là năm mới mà, trước hết đó là tôi xin gửi đến toàn thể các vị Phật tử có mặt, cũng như các Phật tử hôm nay vì một lẽ nào đó chưa có mặt, tất cả Phật tử chúng ta được dồi dào sức khỏe trong năm mới. Và lời chúc thứ hai là tôi xin chúc tất cả Phật tử chúng ta giữ vững trong hai lập trường. Một là chúng ta phải có chánh tín, hai là chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Mà coi như là một là chúc sức khỏe, hai là kèm theo sức khỏe là chúc các vị có chánh tín, ba là phát Bồ Đề Tâm. Thì xin gửi đến toàn thể các vị. Amen. Thế thì nếu chúng ta học trên cái Niết Bàn thì bữa nay là kỳ thứ mấy hả? Hôm nay là kỳ 94 hả? Xin nhắc là cái bữa tất niên đó mình cũng kể là một kỳ là 93 rồi chứ gì. Bữa nay là 94. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như những năm nào, qua rằm tháng giêng thì chúng ta sinh hoạt trở lại. Năm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Thánh Hạnh thứ 20 và kỳ thứ 94.
trước khi học bài mới, như tôi vừa nhắc cho toàn thể quý vị đó, chúng ta học Phật, cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát cái tâm chánh tín mới được. Sở dĩ tôi nói như vậy là tại vì hồi 5 giờ xin lỗi, có cái chỗ gì đó gì ồn dữ ha, nhỏ nhỏ tí xíu đi. Hồi 5:30 chiều hôm qua tôi có nghe một cái buổi phóng sự của Đài Phát thanh Việt Nam nói về những cái lễ hội ở miền Bắc. Miền Nam mình cũng có lễ hội, nhưng mà ngày hôm qua là nhằm phóng sự đó là nói về phần nhiều là nói về miền Bắc. Lễ hội nhiều lắm, lớn lắm. Nhưng mà trong đó là người ta thường nhắc nhở, trong đài thì thường nhắc nhở rằng là mọi người phải tránh xa những cái mê tín dị đoan. Người ta nhắc nhở các cái địa phương mà những người đứng trong cái ban tổ chức đó cũng tạo mọi điều kiện để gạt bỏ những cái gì thuộc về mê tín dị đoan. Mà nếu mình nói thêm nữa là gọi là quyến hoặc và quan đường. Mê tín dị đoan, quyến hoặc, quan đường là những cái mà nếu mà nó có ở trong xã hội nào đó thì xã hội đó không có tiến hóa được. Nó lạc hậu, vô cùng lạc hậu. Nó làm cho dân trí không mở mang được. Cho nên là cái đài người ta làm cái phóng sự đó, người ta nhắc nhở, ta động viên phải tránh mê tín dị đoan, quyến hoặc, quan đường, cầu nguyện giáng sinh. Những cái mà có thể là không bao giờ có hiện thực được, ấy thế mà cái tâm trạng đó nhiều lắm. Tôi nghe cái đó tôi lo, hết sức lo. Mà tôi là người có cái trách nhiệm mà nói trực tiếp với bao nhiêu người, với số đông người đó mà, thì cái nguy hiểm nặng nề lắm. Cái sự đương đầu, sự đối địch đó nó nhiều lắm. Tôi biết như vậy. Tôi nghe cái đó mà tôi lo cho tôi. Lo cho tôi không phải là tôi sợ. Tôi không phải sợ cái đối đầu, cái đối địch, cái đương đầu. Nhưng mà mình thấy rằng là cái sự đóng góp của mình để giúp cho đồng bào, cho bà con, cho Phật tử của chúng ta không được bao nhiêu, là vì cái đó nặng nề quá sức. Tuyệt đại đa số là người ta tin tưởng, ta cầu nguyện ở tha nhân, mà người ta không tin tưởng ở nơi người ta. Vì vậy mà tôi muốn nhắc cái năm mới này, tôi muốn nhắc với Phật tử là các vị phải phát cái tâm chánh tín trước đã. Chứ cái đức tin không có được. Cái đức tin mà nó không có chánh là các vị sẽ không được gì hết. Chúng ta không có chánh tín mà chúng ta mê tín thì là theo kinh điển mà Lục Tổ Huệ Năng, ai là người mà ham học kinh Pháp Bảo Đàn thường nhắc nhở rằng yêu cầu tôi giảng Pháp Bảo Đàn. Thì bây giờ đây các vị nên nhớ rằng là ngay trong Pháp Bảo Đàn các vị có thể nghe rồi nhé, mà các vị cũng không để ý cái chỗ đó. Chúng ta có thể học rất nhiều kinh mà chúng ta vẫn là ngoại đạo như thường. Chúng ta đi chùa mỗi đêm mỗi tụng kinh mà chúng ta vẫn là ngoại đạo. Chúng ta bỏ tiền rất dữ xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, bỏ hàng triệu triệu, thậm chí hàng tỷ cũng có, mà chúng ta vẫn cứ là ngoại đạo. Tạo tượng Phật đàng hoàng mà vẫn cứ là ngoại đạo.
Nếu chúng ta không học chánh pháp, không thực hành theo chánh pháp và không tin ở nơi cái khả năng thành Phật của mình. Vì vậy cho nên cái chữ chánh tín đây tôi muốn nhắc lại các vị là phải tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý. Phải tín tự, phải tin khả năng thành Phật của mình, và phải tin cái khả năng mình có thể tạo ra thiết vi u ám, để rồi cái thiết vi đó, cái vòng đai sắt nó tự bao mình, nó nhốt mình. Mình có thể tạo ra địa ngục để nó hành hạ mình. Mình có thể tạo ra ngạ quỷ súc sanh để rồi mình sống với đời sống ngạ quỷ súc sanh. Đó là chuyện có thật. Chứ cái niệm mà mình sợ tới, mình chờ tới khi chết rồi mình mới gọi là có đọa địa ngục để rồi nhờ các thầy cầu nguyện đó hả? Cái đó chết thôi. Học Phật như vậy là không, sẽ không có được cái gì hết. Đừng bao giờ các vị sợ và chờ cái ngày mà chết rồi mà mới sợ mình đọa địa ngục. Sợ như vậy, cái người mà có cái ý niệm sợ mà sợ kiểu đó, đó là mình là ngoại đạo rồi đó. Thì chờ ngày nào mà mình mọc sừng, mình mọc đuôi, mình đi bốn giò, ba hai cánh, mình mới gọi là súc sanh, là mình là ngoại đạo rồi đó. Còn chờ chừng nào mà mình có cái lỗ ăn, cái thực khí quản nó nhỏ như cái lỗ trung kim, mà cái bụng như cái dâm trống sánh, là mà sợ như vậy, mà nghĩ rằng như vậy là mình đọa ngạ quỷ, là phải chờ có cái bụng to, cái lỗ thực khí quản nhỏ vậy là mình ngoại đạo rồi đó. Là vì mình tin là cái cảnh giới, cái thần thánh đó nó ở bên ngoài, ai đó đặt ra, bày ra, sắp xếp để hành phạt mình. Thế thì là mình là cái người ngoại đạo, là mình cầu bên ngoài, mình sợ bên ngoài, mình mong sự thưởng phạt của ai đó bên ngoài, là mình ngoại đạo rồi. Cho nên tôi nói cái này đại chúng để ý đó. Nếu mà các vị mà không nghe được, nhiều người phản kháng là tôi sẵn sàng dẹp, tôi không giảng nữa, tôi không nói đạo Phật nữa. Chứ còn bảo tôi nói khác tôi không nói. Người ta là thường hâm, mà nếu mà không nghe tôi nữa, mà không ai mà tin tấn nữa là tôi nhập thất. Tôi không giảng nữa tôi nhập thất. Còn tôi thì tôi không nói vậy. Tôi không giảng nữa là tại vì người ta không tiếp nhận nổi cái giáo lý mà tôi muốn truyền đạt và tôi muốn cúng dường cho các vị. Thành ra chừng đó tôi không nói, chứ tôi không cần phải nhập thất. Bởi vì cái chân không có tội gì mà phải trói nó lại, con mắt cũng không có tội gì mà phải đâm cho nó đuôi đi để mình nhốt mình ở trong bốn bức tường, cái miệng cũng chẳng có tội gì mà phải mai nó. Cho nên là khi mà nói mà không được thì có thể là không nói nữa. Chứ bây giờ đây, cái thấy của tôi á, mà tôi xin sắp truyền đạt cho đại chúng á, là cái thấy của tôi bây giờ là nó khác với cái thấy của 55 năm trước dữ lắm. Cái từ địa ngục với tôi là không bao giờ có ở ngoài ta, ngạ quỷ súc sanh cũng không bao giờ có ở ngoài ta. Cho nên hằng ngày lúc nào tôi thấy rằng tôi đang sống dưới địa ngục, lúc nào tôi vào địa ngục, lúc nào tôi len lỏi vào trong cái chốn ngạ quỷ, lúc nào tôi là súc sanh, tôi thấy rõ. Bởi vì chữ địa ngục là Na là ca, chữ Na là ca mà ta dịch là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu đó. Tức là những cảnh giới mà bất mãn, bất bình, đau khổ, không bằng lòng, là mình rơi vào những cái đó đó, là mình đã địa ngục rồi. Và mình làm những điều tội ác mà bị lương tâm trừng trị và luật pháp trừng trị, là mình đã rơi vào địa ngục rồi.
chứ không có phải chờ chết rồi mới có cái địa ngục, rồi có diêm vương, có quỷ sứ, cái đó nói, cái đó không có. Cái đó người ta dùng cái bằng cái công cụ bạo lực của tôn giáo, người ta nói vậy thôi, người ta hù vậy thôi. Còn đạo Phật thì nói rõ là địa ngục là bất lạc, là khả cụ, là khả yểm, là khổ khí. Lúc nào mà ta sống không còn thấy vui nữa, không còn thấy an lành nữa, thấy đau đớn, thấy dai dứt, mà thậm chí thấy cùng cực đau khổ trong cuộc sống, thì phải thấy rằng lúc đó ta đã sống sai chân lý nào đó, ta đang rơi vào địa ngục. Phải thấy như vậy mới là đạo Phật, chứ chờ chết rồi mới sợ rơi vào địa ngục là không phải. Bởi vì kinh điển dạy rằng nhất tâm cụ thập pháp giới, 10 cái thế giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tu-la, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật đều là từ tâm của ta tạo. Ưng quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo, tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo. Cái tâm của ta là như ông thợ vẽ, nó vẽ cả 10 pháp giới, đều tự nó vẽ ra, tự nó tạo ra cho ta. Cho nên địa ngục khi nào ta khổ sở, ta bị lương tâm, gọi là lương tâm dày dò, lương tâm cắn rứt, hành hạ, khổ sở, bất an, bất bình, bất mãn, bất ổn. Tệ nhất là mình sống sai với cái luân thường đạo lý của con người, để cho người ta bắt bớ, người ta đánh đập, người ta trừng trị. Thì những cái hoàn cảnh đó đều có thể, cái từ địa ngục ở trong đạo Phật là chỉ cho cái khổ đó, cái khổ rất cụ thể trong cuộc sống, chứ không phải chờ khi chết. Còn như tôi nói nhiều lần rồi, ngạ quỷ là gì? Là cung cầu không bao giờ thỏa mãn, bụng thì thèm ăn thèm uống, cái sức chứa đầy như cái dâm trống sấm lớn của chùa, chứa một lần là 2-3-4 cái khối thực phẩm. Mà trong kinh tả là cái lỗ thực khí quản để ăn uống á, thì nó nhỏ như cái lỗ trung kim, có nghĩa là ăn không được, uống không được, đổ nước nó không chảy, nuốt nó không trôi, không vô. Như vậy nói theo kinh tế học, tôi gọi là cung cầu không thỏa mãn. Người ở trong đất nước mà cung cầu không thỏa mãn thì cái đất nước đó là nhân dân nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ. Con người mà cung cầu không thỏa mãn về vấn đề ăn uống thì nó thèm khát, nó cực khổ vô cùng vô tận. Thế thì về mặt tâm linh, tâm tưởng của con người, nếu chúng ta dục vọng đầy tràn mà không bao giờ đáp ứng được, không có đáp ứng được cái dục vọng đó, thế là lúc đó chúng ta phải điều chỉnh lại. Chúng ta phải đọc cái câu: đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái dục vọng nhiều khổ lắm, nó mệt nhọc vô cùng, nó sống trong cái sự sanh tử, tử sanh, sự thèm muốn khát vọng, từ tham dục mà nó sinh ra các cái đó. Bây giờ ta mới điều chỉnh nó lại, thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Chúng ta dẹp bớt, chúng ta hạn chế, rồi chúng ta triệt tiêu cái đa dục đó, chúng ta trở thành người thiểu dục, trở thành cái người tri túc, là chúng ta có an lành. Thế thì là đa dục là nó thành ngạ quỷ, chứ không phải ngạ quỷ là chờ có cái con ngạ quỷ như người ta thường tả. Cho nên chúng ta vẫn thấy rằng chúng ta lúc nào chúng ta rơi vào ngạ quỷ, chúng ta là ngạ quỷ. Để học vậy mới là học Phật này. Còn nếu mà các vị mà không chịu nghe cái đó, ai cũng đồng lòng không nghe cái đó, là tôi sẵn sàng dẹp, chứ tôi không có nhập thất nhập thiết gì hết đâu. À, nghe không được nữa, cái bà không học cơ ha, tới đâu người ta cũng phản đối, thế thì là không nói nữa vậy thôi. Chứ ngạ quỷ là phải hiểu vậy đó.
Còn súc sanh là gì? Là nhân nghĩa lễ trí tín không có. Nói theo Khổng Giáo là nhân nghĩa lễ trí tín, ta gọi là ngũ thường, năm cái điều thường mọi người lẽ ra là con người ai cũng phải có mà mình không có. Rồi đạo Phật cái gì là tam quy ngũ giới, đó là cái tiêu chuẩn để làm người mà mình cũng có. Thế thì mình sống bằng cái gì bây giờ đây? Sống bằng đầy ấp si mê đần độn, không nhân không nghĩa không lễ không trí không tính, không có tam quy ngũ giới gì hết. Thế thì cái đời sống đó, người xưa nhiều đàn Nho giáo ta gọi là nhân bất thông cổ kim, như ngư mã nhi cấm cứ. Người mà việc đạo không biết, việc thiện không biết, việc ác không biết, lẽ phải không biết, thì người đó dù là sống với hai chân với hình dạng con người nhưng mà coi như trâu ngựa mặc áo quần vậy thôi. Đó là những người xưa người ta đúc kết lại cái tiêu chuẩn của con người là phải có, theo Nho giáo là phải có tam cương, có ngũ thường. Theo đạo Phật phải có tam quy, có ngũ giới là người. Còn bằng không thì chúng ta là như ngư mã như cấm cứ. Đấy, cho nên là cái chữ tam đồ đó là do tâm ta tạo ra cho chúng ta có tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chánh tính là phải tin như vậy. Rồi con người cũng do ta tạo, trời là ta tu thập thiện ha, còn con người là ta tu tam quy ngũ giới, là ta có tiêu chuẩn con người là nhân đạo, cũng gọi là nhân thừa. Tu thập thiện nghiệp, thân thì bất sát bất đạo bất dâm, khẩu thì bất vọng ngôn bất ý ngữ bất lưỡng thiệt bất ác khẩu, ý thì vô tham vô sân vô si. Tu thập thiện như vậy là chúng ta hưởng cái phước báo an lành của trời. Chúng ta là trời này. Cho tôi nói rằng là trời mà nhìn trên mà thấy xinh xinh mà gọi là trời là không có đúng. Người ta tìm ra từng phóng tia laser đi cả 100,000 năm ánh sáng, người ta có thể độ lượng tới cái mức mà ánh sáng đi cả 100,000 năm mà không hề đụng cái ông nào, chưa đụng cái ông nào. Bởi vì không gian là nó vô tận, thời gian nó vô cùng, cho nên là mình nhìn trời trên cái xanh xanh đó là chẳng qua là cái khí quyển ở xa quá rồi mình thấy nó xanh xanh vậy, chứ còn mình đi tới đó không có chỗ nào là xanh hết à. Nếu mà mình có một cái công cụ nào đó, cái phi thuyền, cái máy bay gì đó mà bay hoài, mình đi từ ra cái mây trắng mây đen mà ở gần trái đất đây mấy cái số đây à, mà đi vô trong nữa là không có cái chỗ nào mà xanh hết á. Thấy nó hung hút vậy mà đi tới đâu nó cũng vậy thôi à, không có cái màu xanh. Màu xanh là tại mình ở xa mình thấy nó có cái màu xanh. Thành ra ta gọi là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm. Nhìn thấy xanh xanh đó vậy chứ mà không có tìm trời ở trong đó được đâu. Kể cả ông Chúa Trời, ông Chúa Trời cũng không hề có. Cái đấng sáng tạo nào đó cũng không hề có. Nhưng mà được cái đạo của người ta tin thì mình không có được xen vào, mình không nên xen vào của người ta. Chứ đạo Phật thì không hề có. Đạo Phật là trung trùng duyên khởi mà sanh. Cũng như cái tivi mà các vị nhìn ở trong tivi mà các vị thấy có vua rồi có nhất phẩm triều đình, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm vân vân, rồi có cung phi mỹ nữ đó, không bao giờ có ông nào sanh. Mà cái đó là do nhân duyên trung trùng vô tận, nó có ra cái ông vua đó, có ra ông quan đó. Quan đó nếu tắt đi cái nguồn điện là không bao giờ tìm trong cái tivi đó có cái gì để sanh ra các ông quan, ông vua, các cung phi mỹ nữ đó. Thành ra theo đạo Phật thì không có cái ông để sanh ra. Mà tin như vậy là tin nhân tin quả đó, tin nhân duyên đó. Cho nên là trời cũng là mình thôi, là trong tâm mình đây là tu thập thiện là trời.
tôi tu Diệu Đế thành A-la-hán. Mà nên nhớ rằng A-la-hán không phải là chờ chết rồi mới A-la-hán. Cái này tôi khó nói quá mà. Bởi vì các vị là tuyệt đại đa số là gọi là Phật tử đấy, mà thường thường là đi lại những cái ông A-la-hán ở trên bàn không à. Đi ra ngoài chùa Tây Phương á, ở Hà Nội để mà tìm 18 ông A-la-hán đó để mà lại. Mà trong khi đó thật sự là A-la-hán quả là không dành cho cái ông đó là bụng bự hay là mập hay là ốm hay là râu nhiều hay râu ít gì, cái kiểu như mà chùa Tây Phương tạo 18 ông đó không có ông nào coi đẹp trai đẹp mã gì hết. Mỗi một ông có một cái vị tướng mà người ta cho rằng là cái thời đại mà tạc cái tượng đó là nó có khuynh hướng là người ta tôn trọng, người ta quý những cái người nông dân. Nó phát xuất từ cái tâm trạng mà là tôn trọng những người nông dân, những người lao động trong cái giai đoạn mà ta tạc tượng đó. Cho nên trong đó không có cái tả, không có tạc cái tượng của những người quý tộc. Trong đó có những người không có thời gian để uống nắng cái bộ râu, cho nên là râu quấn quýu để sòm sàm. Có những người gọi là ốm trong ốm teo vì là thiếu ăn, vì là bị bốc lột. Cho nên những ông A-la-hán này ốm trong ốm teo. Rồi có những ông thì là ngồi vén quần lên còn lòi ống quyển, nghĩa là ngang tàn, y như người làm ruộng mà mệt rồi lên bờ cứ ngồi vậy mà bốc cái gáo nước mà uống vậy thôi, không có nghi lễ, không có quý tộc gì hết á. Thế thì là nó phát xuất từ một cái giai đoạn nào đó của cái tư tưởng, cái đất nước của nhân dân. Thậm chí người ta tạc cái trong đó là có ý nghĩa để mà chống đối với một chế độ, một giai cấp phong kiến quý tộc nào đó. Cho nên nhân bậc A-la-hán là không có người nào đẹp hết. Đẹp là nghệ thuật, đẹp là có cái cơ sở khoa học. Chẳng hạn như cái đường gân cần cổ, nó y như đường gân cần cổ thiệt mà ngày nay khoa học của người ta đã học á. Rồi cái gân tay ha, những đường gân quốc nổi lên đó là nếu mà bác sĩ mà ta học về cơ thể học đó, người ta coi, người ta nhìn ra nó giống như là con người thiệt, thành cái tập phục về cái nghệ thuật đó. Mà những bức tượng đó không có quý tộc, không có tỏ vẻ hiền thánh, không có tỏ vẻ là sang giàu gì hết. Phát xuất từ một cái giai đoạn, một cái tư tưởng đó. Thế người ta tả vậy, ta gọi là 18 ông A-la-hán, rồi giờ mình phải đi lại mấy cái ông đó sao? Lại A-la-hán không cần phải lại mấy ông đó. Mà A-la-hán có nhiều cách lắm. Mỗi một giai đoạn có một, người ta tạc cái bọn A-la-hán khác nhau. Mà sự thật A-la-hán là trong tất cả chúng ta ai cũng có quyền chứng cái quả từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A-la-hán trên cõi đời này. Chứ các vị lại mà các vị cứ tin là chết rồi mới thành rồi mới lên được ngồi trên bàn rồi mấy vị mới lại đó, thì là cái kiểu đó tôi không nói được rồi. Tôi không cần đi dạy, đi giảng cái đó. Tôi không cần truyền đạt thứ đó, bởi vì thứ đó tôi xin lỗi chứ, cái tâm hồn mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường nào không cần dạy người ta cũng có cái đó. Thế thì mình đi truyền đạo cái gì? Mình đi giảng pháp cái gì? Cho nên cái của tôi nói là tôi biết rằng tôi sẽ lãnh trách nhiệm rất khó khăn. Mà đầu năm thì bây giờ tôi nói cái đó các vị để ý đó. Không bao giờ tin đến người khác, mà tin tự là tin khả năng thành Phật của mình, thành địa ngục của mình, thành ngạ quỷ của mình, tin khả năng làm súc sanh của mình, tin khả năng làm người của mình, tin khả năng làm trời cũng do mình, tin khả năng thành Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng là do khả năng mình. Chứ không có gian xin cầu lại cái gì hết á. Quá chừng quá đổi, tôi nghe ngoài Bắc cái là van xin cầu lại, người ta phát biểu ấm luôn.
cầu nguyện giáng sinh để làm ăn khá giả, để là mùa màng trúng, là để là có người thì thăng quan tiến chức, rồi để giữ vững cuộc sống này kia đó. Không có một người phát biểu nghe mà có cái chất của Phật giáo, tội nghiệp hết sức. Cầu như vậy là cầu bên ngoài là ngoại đạo, dầu là quy y rồi, dầu là xuất gia rồi cũng vẫn cứ là ngoại đạo, là vì tu theo cái đạo mà cầu bên ngoài ỷ lại nó tha nhân, tin tưởng là cái sự thi ân bán giáng phúc của những đấng thần linh nào đó đều là ngoại đạo hết. Cho nên cuối cùng là thành Phật cũng là mình. Thành Phật mà chờ chết rồi mới thành Phật là không có đúng. Đức Phật của chúng ta 30 tuổi đã thành đạo, gọi là thành đạo rồi, con người đó vẫn còn bằng xương bằng thịt, mỗi ngày vẫn đi khất thực, vẫn thân mật, vẫn giảng dạy, vẫn thuyết pháp cho mọi người, cho tới năm 80 tuổi mới là bỏ cái xác thân. Chứ còn nói 80 tuổi mà Phật mới nhập Niết Bàn là nói câu đó là tôi ráng mà tôi nói với các vị đấy. Chứ đối với tôi là tôi nói vậy là tôi cho là nói trật. Không phải Đức Phật 80 tuổi mới là có Niết Bàn để nhập nha. Nói vậy là nói với những người không hiểu đạo Phật, mà buộc lòng phải nói chuyện với họ. Chứ còn nói như vậy mà trong trí của tôi là không bao giờ chấp nhận câu đó. Bởi vì nói như vậy là chẳng những có tội ha, chẳng những không hiểu đạo Phật, mà nếu mà phân tích á là một hình thức ngu si của mình và phỉ báng Đức Thế Tôn. Ngu si của mình là sao? Ngu si của mình là gì á? Mình tưởng rằng là chết là Niết Bàn, chứ còn sống là không có Niết Bàn. Thế là nói Phật là 80 tuổi Niết Bàn là ngu si của mình, là mình tưởng cái Niết Bàn một cách sai lầm. Còn phỉ báng Đức Phật là sao? Là vì Đức Phật ta có Niết Bàn cái hồi 30 tuổi ta vừa thành đạo với cội Bồ Đề kia mà. Vậy mà bây giờ 80 tuổi chết rồi mới Niết Bàn, ai cho ở trong cái cõi hư không vô tận đó ư? Thế là phỉ báng Đức Phật. Cho nên kể cả cái từ mà nói rằng Đức Phật 80 tuổi mới Niết Bàn là đã sai rồi. Là chỉ nói với những cái hạng mà bơ, những cái hạng mà tin lờ mờ, cho cái hạng hiểu đạo Phật, không nói vậy được. Phật có một lần Bồ Đề hồi 30 tuổi, 31 gì đó, tùy theo người ta nói cái ngày thành đạo của Đức Phật là cái ngày mà nhất độ minh tinh đạo thành. Ngay có vô thượng Bồ Đề ngay lúc đó, và đã có vô thượng Bồ Đề thì cũng ngay lúc đó không còn sống sai chân lý. Vì tùy thượng chân lý, không còn sống sai chân lý, cho nên không có phiền não, không có vô minh, không có mọi sự đau khổ, hành hạ Đức Phật được nữa. Do vậy mà ngay lúc có Bồ Đề là đã có Niết, đã có Niết Bàn. Ấy thế mà ta nói rằng là Đức Phật 80 tuổi mới nhập Niết Bàn là sao? 30 tuổi thành đạo là đã nhập Niết Bàn rồi đó chứ. Nhập Niết Bàn có nghĩa là đi vào Niết Bàn, sống trong cuộc sống an lạc là Niết Bàn đấy. Cho nên tôi thì càng ngày tôi nói những cái càng khó, và càng khó thì Phật tử lại cũng khó nghe. Thành ra là thành thật mà nói bây giờ thì tôi gần như không còn muốn nói nữa, là tại vì thấy khó quá đi. Nói mà những cái khó nghe đó thì được bao nhiêu người nghe, còn cái số mà nghe không được, người ta chống đối, người ta cự nữ nhiều quá. Thế thì mình công sức đâu mình đi làm cái chuyện mà nhiều người mà không thích. Có thích là thích một số ít, những người có họ chủng tánh đại thừa, có trình độ, ta nghe có lý luận ta nghe mới phụng. Mà mình làm sao mình lường được những người đó được bao nhiêu? Còn tuyệt đại đa số, phải nói là tuyệt đại đa số là tầm thường lắm.
Đây là tôi nói tầm thường, đây là về cái đức tin á, chứ còn cái trình độ mà trí huệ và khoa học và kỹ thuật là kinh tế là chính trị, người ta vượt gấp 1 triệu lần tôi. Tôi thì không có cái đó, tôi không nhầm, không có phần nào đối với người ta hết. Nhưng mà với mặt tin tưởng về đức tin là đối với tôi là tôi cho là tầm thường lắm, tầm thường nhiều lắm. Vì vậy mà thôi thì mình có thể không muốn nói là tại cái duyên cớ nó là vậy. Từ chỗ đó cho nên tôi mới hiểu vì sao mà Đức Phật mà khi mà vua thành đạo rồi lại muốn không nói, muốn không nói, muốn nhập Niết Bàn, có nghĩa là muốn đi vào Niết Bàn mà hưởng cái Niết Bàn một mình đó, không muốn nói. Là tại vì cái của Đức Phật thấy, cái của Đức Phật biết khó nói quá. Từ chỗ đó Đức Phật buộc lòng mới là hạ thấp xuống mới nói là giáo lý A Hàm, giáo lý Tứ Đế, gọi là Tiểu Thừa, giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên, gọi là Trung Thừa, sau đó mới nói Đại Thừa. Còn tôi thì như bây giờ đây, cái tuổi này bây giờ là tôi đã nói cái kia rồi. Tôi đã nói những cái đó hồi tôi đi giảng mấy chục năm á, hồi 1950, 1951, 52, 53, 54, 55 là tôi đi giảng là tâm quy, là ngũ giới, là ăn chay, là niệm Phật, là đốt nhang, là thờ phượng. Cái đó tôi nói rồi. Mà nói rồi bây giờ tôi nghe là tôi nhớ là tôi mắc cỡ muốn chết thôi. Tôi nói thật với các vị đó, tôi nhớ lại tôi mắc cỡ lắm á. Nếu mà tôi hồi đó mà tôi ngồi dưới là tôi hỏi một cái là giảng sư ở trên nghe là mồ hôi nghe nhễu đập, không bao giờ chịu nổi tôi đâu, thậm chí là trốn luôn á. Nhưng mà đó khổ cái là không ai dám hỏi hết, là tại ta thương, ta thấy thầy tội nghiệp, hỏi ổng lỡ ổng ta lại không được sao, thành ra ta thương. À thành ra là giảng rồi cũng được mời uống nước trà rồi tử tế kỹ lưỡng, rồi cũng xách xe rồi đưa thầy đi chỗ này chỗ kia, là tội nghiệp thầy. Chứ tôi mà hỏi thẳng thẳng là chết, mà thôi không còn để đủ mà nhễu đâu đó nha. Không còn mồ hôi để nhễu à. Cho nên cái đó bây giờ là bảo tôi nói nữa là tôi không nói được. Hôm qua tôi nghe cùng Băng mà nó xót xa vô cùng. Nghe cái bài phóng sự của Đài Phát thanh Hà Nội. Còn tôi nghe đích thị các vị tăng ni mà dạy Phật tử đối với mê tín dị đoan quan đường phải bỏ đi, còn thí dụ như vàng mã thì phải hạn chế. Tôi nghe cái từ đó tôi cũng đau khổ tràn ngập. Hạn chế là sao? Nếu không hạn chế là mỗi một lần con đốt vàng mã thầy cho con đốt 15 kg, phải không? Rồi bây giờ thầy dạy con hạn chế, nghĩa là con đốt cỡ chừng 3 kg một lần thôi, được không? Hay là con hạn chế 15 kg và con đốt ở chừng 10 kg, vậy cỡ đó tốt rồi hả thầy, được không? Cho nên tôi nghe chỉ hạn chế tôi nó xót xa, sao đâu phải nói hẳn rằng không nên làm cái đó. Tôi nghe ở đây Vũng Tàu có Phật tử nó về á, con ở bên Mỹ về đem tiền về nhiều lắm, bà mẹ chết rồi nghĩa là mua mấy vali đô la. Mà cái ông Phật tử này ổng đã nghe băng của tôi là cả chục năm rồi, mà em mình ở bên Mỹ về thì đương nhiên là nhiều tiền, mà nó mua mấy vali đô la nó đốt mà ổng cho nó thì nó đâu có chịu. Thì ông này cũng không biết làm sao. Thì tôi nói bây giờ cứ mượn cái câu của cái tiền hồi xưa đó, cái câu của thời chế độ cũ trong cái tiền đó, có in câu hay lắm: hình luật phạt khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra
mỗi cái câu đó mà nói. Tiền bây giờ chính phủ ta bây giờ đây không in câu đó, nhưng mà nếu ai làm bạc giả cũng vẫn bị hình luật phạt khổ sai. Những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia phát ra. Thế thì là cái vấn đề mê tín dị đoan, vàng mã, nhà cửa, xe gắn máy, tivi, tủ lạnh, truyền hình, cung phi mỹ nữ toàn là bằng giấy, thì làm sao mà ông bà cha mẹ mình xài được? Thế thì đó là mê tín, đó là dị đoan, đó là ngu si, đó là quan đường, đó là ảo tưởng. Rồi mày phải cấm hẳn đi chứ, hạn chế là hạn chế cái gì? Cho nên cái từ mà bảo người ta hạn chế là cũng còn, cũng còn thả cái dây lòng phòng đó. Cá mập không bắt được thì cũng bắt cá heo, cá ngát, cá chẽm, cá trèn, vân vân. Nghĩa là không, không, không có điều kiện, không dám bắt cá lớn coi có được, thì câu cá nhỏ nhỏ. Cho nên là không có hạn chế mà phải dứt khoát. Không được làm những cái chuyện các cái vàng mã, tiền bạc, giấy tiền vàng bạc, kho lầu nhà cửa xe cộ không nên làm, hoàn toàn không nên làm, chứ không có hạn chế gì hết đó. Còn hãy làm là ngoại đạo rồi, quy không nhầm gì hết, cạo đầu mặc áo không nhầm gì hết. Thế thì là phải tin rằng tin tội, nghĩa là cái tâm của mình có khả năng tạo ra 10 pháp giới, trong đó mình có khả năng tạo ra vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Và bồ đề niết bàn như tôi vừa nói phải đấy, không phải chờ chết rồi mới có. Cũng như vãng sanh cực lạc, không phải chờ chết rồi mới có được vãng sanh, mà ngay bây giờ thay đổi cuộc sống. Cuộc sống đau khổ triền miên trong vui mừng, buồn giận, thương ghét, sợ hãi, lo âu, bây giờ học kinh học sách rồi cắt đứt những cái nguyên nhân vui mừng, buồn giận, thương ghét, sợ hãi, lo âu đó, là ta chuyển sang ra một thế giới gọi là cực lạc. Ta đang sống trong cái sự vui mừng, buồn giận, thương ghét, sợ hãi, lo âu tối ngày, đó là ta ở trong cái cõi ta bà, là cái cõi khổ. Bây giờ ta biết có chánh niệm, ta hóa giải những vô minh phiền não, những nguyên nhân nào mà nó sinh ra nguyên nhân đau khổ, ta cắt đứt, ta bỏ ngay. Thế là ta chuyển sang qua một cái tâm trạng an lành, gọi là vãng sanh cực lạc. Thế thì cảnh giới cực lạc cũng do tin nơi cái khả năng quán chuyển của mình mà làm ra cảnh cực lạc. Chớ hôm qua tôi nói tôi giờ tôi đi tới đâu tôi khổ lắm. Tôi đi cái đám mà tôi thấy để trong kia là hai cái tháp để ngoài gọi là Tây Phương Môn. Trời Phật, tôi thấy chữ Tây Phương Môn á, Tây Phương Môn tức là cái cửa nó vào Tây Phương. Cái cửa là cái cửa để trên chữ Tây Phương Môn, tức là cái cửa này để đi vào Tây Phương. Vào Tây Phương tức là vào hai cái tháp, vào cái tháp của mình. Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi đi nói xấu người ta là cái gì, nhưng mà tại là mình nhìn bằng cái kính, mình mang cái kính của mình nó tỏ rồi mình thấy khác. Còn ta mang cái kính màu, ta thấy cái màu nó khác, còn mình mang cái kính trắng mình thấy nó khác. Tây Phương ở đâu đó? Gọi là cực lạc, cực lạc ở đâu đó? Không có cái cửa nào vào cực lạc hết á. Cái cửa vào cực lạc là cái bằng quả phúc vô môn duy nhân tự triệu. Thiện hay là ác, quả hay là phúc, vui hay là buồn là do con người tự mình ngoắt nó vào, tự mình chiêu cảm nó vào, tự mình mời nó vào, tự mình làm ra. Chứ cái cửa gọi là cái cửa thiện, cửa ác, cái cửa Tây Phương hay Ta Bà đó, nó không có cửa, không có cửa nào hết. Do tâm của ta.
Thành ra mình thấy mấy cái đó mình tội nghiệp cho cái đạo Phật quá. Thành cái thứ nhất là phải tin tự, tin khả năng thành Phật của mình. Mười pháp giới hơn pháp giới, hơn nữa là kể cả cái từ thông dụng mà mình gọi là cực lạc, là nước bàn đó, cũng là cảnh giới của tâm ta tạo ra. Tin như vậy gọi là tin tự. Tin tha là phải tin lời của Phật, ông Phật mà mình chọn. Mình chọn ông Phật thì không bắt buộc phải tin ông Phật đâu, bởi vì Đức Phật ông không có nói ông là cái ông gì hết á. Chứ Phật là người giác ngộ chân lý. Thế thì người giác ngộ chân lý nói ra chân lý như vậy, mà nếu mình có trí tuệ rồi mình nhận thức, rồi mình tư duy, mình quan sát, mình ứng dụng, mình thấy nó đúng như vậy, nó thực tiễn như vậy, thì mình tin. Mình tin ông Phật của mình, đấng giáo chủ của mình, gọi là tín tha. Chứ tôi nói rõ nha, ông Phật không bao giờ bắt buộc các nhà ngươi phải tin ta. Ta đây là một bậc vĩ nhân, là một đấng siêu nhân, siêu nhiên gì đó, các ngươi phải tin ta. Không bao giờ có ông Phật nói vậy. Cho nên tin Phật là độc đáo lắm. Cái người mà tin Phật, mình tư duy, mình quan sát, mình ứng dụng, mình thấy nó đúng như vậy, nó thực tiễn như vậy, thì mình tin. Mình tin ông Phật của mình, đấng giáo chủ của mình, gọi là tín tha. Chứ tôi nói rõ nha, ông Phật không bao giờ bắt buộc các nhà ngươi phải tin ta. Ta đây là một bậc vĩ nhân, là một đấng siêu nhân, siêu nhiên gì đó, các ngươi phải tin ta. Không bao giờ có ông Phật nói vậy. Cho nên tin Phật là độc đáo lắm. Cái người mà tin Phật là tin cái bậc giác giả. Ông Phật là người nói ra chân lý, chỉ bày chân lý. Giống như những nhà khoa học vậy, thấy rằng nước chảy từ trên này mà nó phát ra điện để mà làm thủy điện mà xài. Thế thì cái nhà khoa học nó nói là cái đó không phải của ai hết, cái đó là của vũ trụ, của thiên nhiên. Chẳng qua là người có trí tuệ, người ta biết rằng là chỗ này mà nếu mà làm một cái quấn, một cái dynamo, làm mấy cái trục pin để cho nó, cái cánh quạt để cho nó đạp, cái giọt nước này nó đạp á thì là cái dynamo nó quay á, thì là quay đủ tua nó là nó phát ra điện để mà xài. Thế thì cái lời nói của cái ông bác học đó không có thiên liêng gì hết, không có màu nhiệm gì hết, mà chẳng có của ai hết, mà là do cái trí của ông ta, ông phát hiện. Mà ông phát hiện, ông nói như vậy là trúng. Nếu ai làm như vậy là có điện xài thiệt. À, nên ông Phật là vậy thôi. Phật là một ông thầy thuốc. Cây cỏ trong rừng nhiều lắm, những người thường không có để ý là không biết thuốc. Mà Phật là người giác ngộ, là người có trí tuệ cao. Cho nên là ta nhìn trong cây cỏ đó, ta biết cây thuốc. Ta dạy rằng bệnh này phải lấy cây này mà uống. Bệnh nhức đầu phải lấy cây này mà uống. Bệnh tiêu chảy phải lấy cây này mà uống. Bệnh no hơi phải lấy củ kia mà ăn. Thế là ông thầy thuốc là chỉ biết nói những cái thực tiễn, cái chân lý của cuộc đời là vậy. Do vậy cho nên tin Phật không có nghĩa là nó tôi là dòng dõi, tôi là đạo Phật, cha mẹ tôi là đạo Phật, là bây giờ dứt khoát tôi phải tin ông Phật. Ông Phật kiểu nào? Chứ tin ông Phật mà lựa cái ông Phật mà lớn, mà cao 30-40 thước ở bên Nhật Bản, giờ làm ông Phật 120 thước để cho nó cao hơn nữ thần tự do bên Hoa Kỳ chơi, rồi mình gặp cái ông Phật đó mình lại vậy đó, là mình gọi là tin Phật hả?
không đúng đâu nha. Chẳng những cao hơn nữ thần tự do của Hoa Kỳ 2 lần mà cao hơn 10 lần với con mắt của người học Phật, trong đó cũng không có Phật. Chứ đừng nói là ông Phật lớn là tôi ngán là tôi tin. À, cho nên tin Phật không có nghĩa là mình phải nô lệ với các ông nào hết, mà tin đây cái trí tuệ của một người mà mình đã chọn là bổn sư của mình. À, thế là gọi là tin tha là phải tin Phật nè. Tha là chỉ cho Đức Phật. Tin nhân tin quả thì cái điều đó là Phật dạy rõ ràng, đó là tin pháp. Tin nhân tin quả, tin sự tin lý là tin pháp. Là vì Đức Phật là cái lời giác ngộ, cái người thấy rõ chân lý nói ra. Anh muốn ăn cây chua, cái chanh phải không? Thì anh phải lựa, anh lấy cái giống là cái hột chanh, hột trái côn mà anh trồng thì nó ra cái chanh, nó chua. Còn anh muốn ăn ngọt, ngay lên cái chất ngọt ban đầu tự có là anh phải trồng mía, rồi nữa nó ra cái cây mía anh ăn ngọt. Còn như anh trồng xoài thì có phải vừa có chua mà vừa có ngọt đấy. Nó còn sống thì nó chua, mà nó chín thì nó ngọt. Còn có những thứ là anh trồng là từ đầu tới cuối nó đắng nhát mãi, tuy nhiên cũng có thể dùng được. Thế thì là Đức Phật giống như cái người mà nó giỏi về thực vật học à. Nó rành rẽ là tôi chỉ các cái thứ cây, các cái thứ giống, muốn ăn cái nào trồng cái đấy, gọi là nhân và quả. Mà nhân quả là một chân lý chứ cũng không phải của Đức Phật. Chân lý là lẽ phải của cuộc đời, của vũ trụ vạn hữu, nó an bài như thế, nó duyên sanh như thế, chứ cũng không phải của Đức Phật. Vì vậy cho nên tin tha, tin Đức Phật mà không có nghĩa là nô lệ cho một đấng siêu nhân siêu nhiên. Và tin nhân tin quả cũng không phải là tin lời nói của một đấng siêu nhân siêu nhiên, của đấng thần khải, đấng thần linh mặc khải gì hết, mà nó là sự thật của chân lý. Đại tin sự lý là anh phải làm vậy nó mới ra như vậy, anh không làm vậy là không có ra như vậy. Nhân quả là sự lý, cái lý anh biết mà anh không làm, tức là ta gọi là năng thuyết. Anh biết mà anh không làm, ta gọi là bất năng hành. À, con mắt anh có thể thấy xa, thấy nhiều, thấy rộng, mà chân anh không có là anh không di chuyển được tới cái đích của anh, mà anh muốn đến đâu. Vì vậy cho nên là cái con mắt anh thấy rộng, thấy xa, mà muốn đến đích đó là cái chân anh phải khỏe. Thế là tinh sự tinh lý, có nghĩa là anh phải học, anh phải tri rồi anh phải hành, tri hành hợp nhất thì anh mới có được an lạc. Thế là cái đức tin là phải có tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý mới là cái đức tin có giá trị quý báu. Chứ tôi không khuyên các vị đệ tử cứ tin, cứ gặp tôn Phật là lại, gặp chùa là vào, gặp chùa là vào. Các vị có coi Tây Du không? Cái chùa Tây Du ký đó mà, cái chùa Lôi Âm đó, thấy không? Mà tân tạng mà vô mà lại một hồi á, lại một hồi rồi các ông ngồi trên cái đó, nó lung lắc rồi nó cười. Rồi ta sắp có sẽ được một bữa tụ tập chén một bữa về cái ông Đường Tăng này. Thịt Đường Tăng này ngon lắm, tụi mình chén một bữa đã lắm, phải ngồi cười lúc đó. Ở dưới là tâm tạng công sự sống mà lại thiết tha. Vậy cái chuyện Tây Du người ta cảnh giác vậy đó, cái người nhà văn thôi chứ không phải là thiệt đâu nha. Nhưng mà ta cho biết rằng là các người công lưng mà lại coi chừng, ở trên nó sắp chén các vị đấy. Chén có nghĩa là nó làm thịt nó nhậu đấy, ở ngoài Bắc ta gọi là chén. Làm thịt nó chén á. Cho nên đừng có tưởng vô chùa là gặp Phật.
Truyện Tây Du hay lắm ấy. Thành ra để ý cái đạo Phật của ta, cái đức tin vậy đó. Tôi chúc một điểm nữa là các vị người Phật tử phải phát cái Bồ Đề Tâm. Cái tiếng Bồ Đề Tâm á, cách đây mà cỡ 40-50 năm rồi tôi nghe nó chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà mình tư duy lâu năm thấm mà mới thấy cái chữ Bồ Đề Tâm nó cần thiết lắm. Cái chữ Bồ Đề là người ta dịch là giác, mà giác là cái quả cao, cái quả tột đỉnh của trí tuệ. Thành ra là cái tâm Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm giác. Chữ Bồ Đề ta dịch là giác đạo, tức là đi một cái con đường giác ngộ. Còn như Đức Phật ta gọi là giác giả. Đức Phật là cái người chứng cái đạo Bồ Đề, ta gọi là giác giả, tức là cái người chứng cái trí tuệ, cái đỉnh cao của trí tuệ là Bồ Đề, đạo Bồ Đề. Còn như cái đạo giác hay là cái Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm giác ngộ, cái đó thì mọi người Phật tử phải phát cái tâm Bồ Đề, tức là phải lấy cái trí tuệ giác ngộ làm cái mục tiêu để cho mình hướng đến. Mình phải luôn luôn là hướng đến cái mục tiêu là giác ngộ cho mình, là đệ tử Phật là phải lấy sự giác ngộ làm mục tiêu. Cũng như cái nhà chính trị Tề Gia Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, Bình Thiên Hạ làm mục tiêu. Người làm chính trị tu thân Tề Gia Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, lấy cái Bình Thiên Hạ làm mục tiêu để mà hưởng cái lộc, cái lộc của một vị vua, một vị tổng thống trong một nước. Khi nào thiên hạ phải bình cho được. Thế thì cái người mà học đạo tu hành là phải, cái thành tựu của nó, cái mục đích cứu cánh của nó là cái gì? Là cái quả Bồ Đề. Phải lấy cái đó làm cái mục tiêu. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là quên mất cái tâm Bồ Đề thì dầu cho tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi nữa, nó cũng trở thành là ma nghiệp, là cái nghiệp, cái hành động của ma mà thôi. Ta đã phải lấy cái trí tuệ giác ngộ làm cái mục tiêu mà mình hướng đến. Tôi xin lỗi, thành thật mà nói, không biết bao nhiêu người mệnh danh là Phật tử của chúng ta đi chùa liên tục mỗi ngày mà không có phát tâm Bồ Đề. Nói cách khác là không biết cái mục đích của mình đến là cái gì. Đó là đáng thương hết sức. Đi chùa liên tục, lại liên tục, tụng kinh liên tục, siêng năng cần mẫn lắm mà không biết cái mục đích đến của mình là cái gì. Đi để mà cúng, để mà lại, để mà tụng, để mà niệm, gọi là lấy phước. Tôi nói câu này là nhiều người sẽ không chịu nổi, ta cứ nữ đó. Cúng lại tụng niệm giáng sinh không hề có phước. Phước ở đâu trọng? Không hề. Thiện là chi, ác lại là chi, tội là chi, phước cũng lại là chi, đã mang chi những cái danh tự vô nghì đó,
sợ cái đáng sợ là luôn tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có mà mắt tinh để cho bụi mờ, vĩnh viễn ta chẳng có quan tâm. Thế thì rồi lại để cầu cái gì, gian sinh cái gì, ai cho? Tại vì là không có phát cái tâm bồ đề, không có lấy cái mục tiêu trí tuệ và giác ngộ, cho nên không có mục tiêu. Tề tu thân, tề gia trị quốc, cực khổ như vậy để đạt cái gì? Để đạt cái bình thiên hạ, để mà an hưởng cái ngôi trời. Ở đây lại bái tụng niệm cầu nguyện giáng sinh, đạt cái gì? Không biết, không biết. Và cái đó hoàn toàn không có. Bởi vì có ai ban đâu, có ai cho đâu, có ai tặng đâu. Sáng so thấy tội và phước không ai ban thì không ai tặng mà. Vậy mà mình chỉ tụng niệm giáng sinh cầu lại không thì ai ban ai tặng đây? Mà cái này nhiều lắm. Trong cái tết này tôi đã nghe, tôi đã ôn và tôi đã nghe từ đài phát thanh cho tới thực tế trên cõi đời là nhiều người lắm. Mà làm sao bây giờ? Tôi gọi là không thể cứu nổi, không thể cứu nổi. Những người mệnh danh là Phật tử như thế thì không có Phật nào cứu nổi, không có Bồ Tát nào cứu nổi. Còn cỡ như tôi vậy thì hoàn toàn không có giúp được cái gì. Đây, để là phải phát Bồ Đề tâm mới được. Tâm Bồ Đề là quả, mà cái nhân là phải bồi dưỡng trí tuệ. Mình làm cái gì mình cũng phải chú ý về cái trí tuệ. Có trí tuệ mới có tư duy, mới có nhận thức, mới nhận chân được cái vấn đề nhân quả, thiện ác, tội phước, phiền não hay là trí tuệ, vô minh hay là niết bàn. Thành ra cái trí tuệ là mình phải tu tập, phải rèn luyện, gọi là người phát Bồ Đề tâm, tức là phải kích động cái tâm giác ngộ thường xuyên trong cuộc sống. Tức là hướng về cái mục đích giác ngộ và giải thoát, lấy cái đó làm cái mục đích đến của mình. Tôi gọi là phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm ở trong kinh Phát Bồ Đề tâm là vị Tỉnh Am Pháp Sư ông có đặt ra là 8 cái tiêu chuẩn là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Phát Bồ Đề tâm á, nó có tà và chánh, mình phải lựa cái chánh. Chơn và ngụy, mình phải lấy cái chơn, bỏ cái ngụy. Đại và tiểu, mình phải phát tâm đại thừa, mình bỏ cái tâm nhỏ hẹp tiểu thừa. Thiên và viên, viên là viên giáo, là viên mãn đại thừa. Còn thiên á, tức là nó lệch lạc, nó lệch lạc, chẳng hạn như là mình không có đặt cái mục tiêu hướng về vô thượng bồ đề, mà mình đặt cái mục tiêu là cầu nguyện giáng sinh những cái an lành, những cái hạnh phúc nho nhỏ. Thế thì cái phát tâm như thế là thiên. Thế là có 3 điểm mà tôi muốn nhắc là phải để ý là chánh tín, rồi cái thứ hai là gì hả? Sức khỏe ha. Ba điểm tôi nói đó là gửi đến các vị là chúc sức khỏe là một, và phát cái tâm, cái đức tin chân chánh gọi là chánh tín là hai, và phát Bồ Đề tâm là ba.
cái coi như là tôi gửi tới các vị lời chúc mừng đầu năm, mong các vị được cái đó. Bây giờ ta bắt đầu vào kinh đây. Kỳ thứ 94 này là học cái phẩm phạm hạnh. Phật bảo này Ca Diếp Bồ Tát, Đại Bồ Tát Tu Đại Thừa Đại Niết Bàn, đứng vững ở trong bảy pháp lành, Bồ Tát đó sẽ đầy đủ phạm hạnh. Thành ra là cái sự tu tập nó có điều kiện đó. Bồ Tát mà tu Đại Thừa Đại Niết Bàn là phải tu học bảy cái pháp lành đây. Bảy pháp lành đó là gì? Một là phải biết pháp, hai là biết nghĩa, ba là biết thời, bốn là biết tri túc, năm là biết mình, sáu là biết người, bảy là biết tôn ti. Đó, thành ra mình học từ 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 rồi Đức Phật dạy cho mình là từ khía cạnh một, từ cái bước đi trên đường tiến tới Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, là mình phải học từng bước vậy đó. Thế nào là biết pháp? Bồ Tát biết 12 bộ kinh gọi là Bồ Tát biết pháp. Thế là đây, bây giờ là các vị học 12 bộ kinh đây. Biết pháp là phải biết 12 bộ kinh. 12 bộ kinh này á, tại sao mà có người hỏi tại sao Phật nói chi tới 12 bộ kinh? Nhưng mà cái chữ bộ kinh đây nên để ý rằng nó không phải là bộ, là giống như bộ sách, nó không giống như cái bộ tiểu thuyết hay là cái bộ Trung Dung, cái bộ Đại Học, cái bộ sách Tăng Tử, cái bộ truyện Phong Thần, cái bộ truyện Tây Du. Không phải chữ bộ vậy, không phải chữ bộ vậy, mà chữ bộ 12 bộ kinh đây có nghĩa là 12 thể tài, 12 cái cách hành văn. Giống như ở thế gian của chúng ta đi học trường đó mà, chúng ta có viết nhiều, muốn cái người mà muốn viết văn là phải học nhiều cái thể văn, văn tả cảnh, phải học sao tả cảnh để cho nó xúc tích, mà nó gợi hình, người ta nghe cái người ta thích liền. Chẳng hạn như Nguyễn Du nói lơ thơ tơ liễu buông mạnh, con quanh học nói trên cành mỉa mai chẳng hạn, như nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nhỏ nhỏ cúi gần bắt ngang, xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rồi bây giờ mới tả cái trọng tâm là cái mã, rằng đây trong tiết thanh minh mà sao không khó dẫn tâm thế mà. Đây, thế là tả cái mã, mà trước khi tả cái mã là phải tả cái bối cảnh của nó, là trong có cái nao nao, có dòng nước uốn quanh, có cái nhịp cầu nho nhỏ cúi gền bắt ngang, rồi có cái nắm đất xè xè, nó cao cao thấp thấp, xè xè nắm đất bên đường, dào dào ngón cỏ nó nửa vàng nửa xanh. Bây giờ mới nói cái mộ, thế là ta học cái lối văn tả cảnh, nó là một thể tài, một cái cách hành văn. Rồi cái lối văn tả tình, tả tình làm sao mà tả trong bụng người ta được, vậy mà cũng phải học cái lối văn tả tình. Rồi cái lối văn đối thoại, ta gọi là đối văn, lối văn tả cảnh, rồi tả tình, rồi nghị luận ha. Rồi ta phải vận dụng vào cái lối cái bằng ẩn dụ, rồi hiển dụ, rồi quán dụ, rồi thẩm sinh, nhiều thứ lắm.
mình học văn mình cũng phải nhiều thứ như vậy. Cái lối dân mà dùng cái lối ẩn dụ mà khéo vô cùng để mà mắng nhiếc, mà nếu mà trường hợp mà mắng nhiếc tục tằn á thì bị đòn chết. Ở đây mắng nhiếc mà nhục lệ tú bà thì đàn kiều nói thôi, nghĩa là bây giờ đây là cái thân của con, đây là thân lương bao quản lắm đầu, những điều trinh bạch từ nay sinh chùa. Cái lối dân người gốm đã cái tình cảm, mượn cái tình cảm mà nó ẩn kín ở trong đó, mà nghĩa là coi như chửi lại cái trinh bạch mà tôi chùa tôi để cho bà đấy, từ nay những gì trinh bạch tôi chùa để cho bà làm, còn tôi thì tôi không dám làm cái trinh bạch nữa, cho nên là tôi giờ đây giống như là thân lương vậy, tôi mượn cái hình ảnh như vậy. Cho nên nó có nhiều cái, nhiều lắm, các vị thì còn rành hơn tôi nữa. Phải tả cảnh khác, tả tình khác, tả tâm khác, rồi tả gió, rồi tả mây, rồi tả gió. Gió là khó tả lắm mà tả cũng được. Rồi tả cái tấm lòng thương yêu mà ta tả cũng được. Thành ra là Đức Phật là hành văn thì cái kiểu mà văn kinh Phật cũng cho ta biết rằng là nhà văn ở thế gian thì cũng có nhiều cách để trình bày ra một tác phẩm của người ta. Thế thì đây như Lai Thế Tông nói kinh cũng có 12 cách, gọi là 12 bộ, tức là 12 cái thể tài, 12 cái cách hành văn. Thế thì là cái bộ môn thứ nhất là gọi là văn trường hàng. Trường hàng tiếng Phạn tôi gọi là Tu Đa La, gọi là trường hàng, tức là cái văn xuôi mà các vị thường lật kinh ra là gặp những cái đoạn văn xuôi đó, gọi là văn trường hàng. Hai là có thể hành văn bằng cái diễn đạt tư tưởng, hành văn bằng cái cách. Thứ hai là gọi là trùng tụng. Trùng tụng là những cái bài kệ nó có cái tính cách giống như là thoát yếu lại cái đoạn văn trường hàng ở trên, mà bằng cái bài kệ để cho nó xúc tích, để cho người ta có thể dễ nhớ, dễ tóm thâu cái ý kiến nó bàn bạc, nó mênh mông ở trong cái văn trường hàng, coi như thoát yếu lại. Thành ra trong kinh Pháp Hoa mà khi nào mà các vị tụng nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn, có nghĩa là lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa trên mà nói bài kệ rằng, cái này là bắt đầu bài kệ là hoặc là 5 chữ hoặc là 7 chữ, thì các vị coi cái đó coi, né là coi như là lặp lại tóm gọn cái nội dung của cái văn trường hàng. Và tất nhiên là trong đó có thêm những cái ý tứ sâu sắc cũng có thể thêm vào, nhưng mà trong đó chủ yếu là lặp lại cái nội dung của văn trường hàng, gọi là trùng tụng. Chứ tụng tức là bài tụng. Ở trong kinh Phật là mỗi một câu vậy đó, có thể là 5 chữ, 7 chữ, mà một bài tụng có thể là 4 câu. Bài tụng 4 câu. Tôi nói thí dụ như các vị học Duy Thức Tam Thập Tụng. Cái Duy Thức mà tôi giảng cho các vị học đó là Tam Thập Tụng, tức là nó có 32 cái bài tụng. Do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bi thức sở biến, thử năng biến duy tam. Một bài tụng. Vì dị thục tư lương, cặp liễu biệt cảnh thức, sơ ai lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng. 2 bài tụng. Bất khả tri chấp thọ, sứ liễu thường dữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ân duy xã thọ. 3 bài tụng. Thị vô bố vô ký, xúc đẳng diệt dư thị, hàng chuyển dư bọc lưu, a lớn dị xã,
bốn bài tụng đó là nói về cái thức A-la-gia đấy. Đấy, mỗi cái bài như vậy tôi gọi là bài tụng, thành là cái chữ trùng tụng đây á, tức là cái thể văn từng bốn câu thành một bài tụng để lặp lại cái ý nghĩa trên. Cho nên nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn, lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa trên mà nói cái bài tụng, cái bài kệ. Thế thì cái đó gọi là trùng tụng. Nói tới cái đó, tôi muốn nhắc các vị mà học di thức à, nhiều vị cũng thích di thức lắm. Mà các vị học cái năm cái vị di thức ở sau á, là nó tóm gọn dữ lắm đó. Có năm cái địa vị, vị tư lương, vị gia hạnh, vị kiến đạo, vị tu tập và vị cứu cánh. Có năm cái địa vị đó mà mỗi một vị vậy đó là có một bài kệ à. Mà tôi không biết là các vị có nắm được cái đó hay không. Chứ cái cách tu di thức học là dựa trên năm bài kệ đó. Bắt đầu từ cái câu nè: nãi chí vị khởi thức cầu trụ di thức tánh, ư nhị thủ tùy miên du dị năng phục diệt. Đó là cái vị tư lương người ta tu vậy đó. Một bài tụng thôi. Từ khi chưa biết tu học về di thức cho đến cái lúc mà tu tập mong cầu đạt được cái thành tựu của di thức, khi mà cầu trụ di thức tánh ư nhị thủ tùy miên, nghĩa là năng thủ sở thủ, nghĩa là chấp nhân và chấp cảnh ha, chấp ngã và chấp pháp nó vẫn còn miên phục ở trong tâm hồn mình. Nó giống như con rắn nó chung vô trong hang mà nó chưa đuổi nó ra được. Ở bên ngoài hang thì không thấy rắn, nhưng mà con rắn nó ở trong hang. Ở ngoài thân khẩu ý mình không thấy phiền não vô minh, mà phiền não vô minh đó nó tiềm tàng, nó nấp vào bên trong. Khi mà ư nhị thủ tùy miên du dị năng phục diệt là để là vậy. Bắt đầu từ đó rồi hiện tiền lập thiểu vật, dị thị di thức tánh, dị hữu sở đã có, phi thật trụ di thức. Tu mà mình thấy còn có tu, cúng chùa mà mình thấy còn cúng chùa, mình chưa có ba la mật được. Cái bằng hiện tiền lập thiểu vật là vậy đó. Tức là còn năng, còn sở, còn chấp ngã, chấp pháp, còn thấy có cái tôi, cái ta của mình. Tôi như vậy mà cho rằng là tôi như thức là đạt tới cái mức nào đó là chưa được. Là vì sao? Vì hữu sở đắc có. Mình còn có cái sở đắc là mình chưa đạt, chưa thành tựu được di thức, di thức tánh đâu. Thế thì đọc cái từ đó đó, tới sao có năm bài kệ là năm cái mức, năm cái nấc thang tu hành, nó gọn ở trong năm bài kệ đó. Rồi bài kệ thứ ba là: nhược thời ư sở duyên trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ di thức ly nhị thủ tương cô. Chừng nào mà cái trí sở duyên của các vị mà đừng thấy có sở đắc chứ nó còn thấy mình có tu, mình có chứng, mình còn thấy có năng thí sở thí, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện đó, là không được. Tức là mình có sở đắc. Mà đối cảnh sở duyên trí không có sở đắc, lúc bây giờ mình mới trụ được trong duy thức. Là vì mình ly nhị thủ tướng có, mình xa ly năng sở, xa ly được ngã nhân. Tại nên tôi nói là tôi nói vậy để tôi nhắc rằng các vị học di thức đó là nó có 30-32 bài tụng. Thì cái văn trùng tụng này nó cũng là cái thứ bài tụng như vậy. Cái thứ ba là cô khởi. Cô khởi là những bài kệ độc lập, cũng bài kệ nhưng mà bài kệ độc lập. Tôi nói ví dụ như là bộ kinh Kim Cang Bát Nhã mà các vị có đọc,
Đức Phật dạy cái pháp tu hành hàng phục cái tâm như thế này, trụ cái tâm như thế này, như thế kia. Đừng có chấp bắt, đừng có chấp bắt tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Trong đó đừng có chấp bắt cả cái tướng của Phật, của Như Lai Thế Tôn nữa. Nếu tu hành mà mình chấp mắt cái tướng Phật, mình tôn trọng cái tướng Phật, cái hình Phật, cái âm thanh của Phật, thì không khéo mình sẽ bị các cái thứ ma nó mê hoặc mình đó. Cho nên Đức Phật nói bài kệ Cô Khởi là này Tu Bồ Đề hãy nghe nhé. Trên đường tu hành ông phải để ý: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai đấy. Nếu mà tu hành mà dựa trên tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng mà cầu mà tu mà mong chứng đắc thì coi chừng. Tu hành với Đức Phật mà dựa trên 32 tướng tốt của Phật, theo Đức Phật mà chỉ vì âm thanh thuyết pháp của Phật, đó là người tu hành cái đạo tà đấy, tu sai rồi, không hề gặp Như Lai đâu. À, đó là bài kệ như thế, rồi là bài kệ Cô Khởi đó. Ông muốn gặp Như Lai thì ông phải hiểu rằng Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Đây giờ nói dân xuôi trở lại: Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng ngã giải sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Như Lai là cái bản thể chân như, là cái nghĩa như như của dạng pháp. Phải hiểu dạng pháp bằng thập như, thập như thị đó. Hiểu được như vậy thì mới thấy được Như Lai. Như Lai là đi không chỗ đến, mà đi không chỗ từ, mà đến không chỗ tới. Có nghĩa là Như Lai là đứng về mặt không gian là vô tận, mà đứng về mặt thời gian là nó trùm phủ vô cùng. Như Lai là cái chân lý thanh tịnh, bản nhiên bất sanh bất diệt đó. Cho nên Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Phải hiểu như vậy. Chỉ bản thể thanh tịnh đó, khắp cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, ngày nào các ông mà sống với cái tâm thanh tịnh, không có phiền não, không có vô minh, không có đau khổ, không có nghĩ tới cái tình cảm nhỏ hẹp, chẳng hạn như cái ngạn ngữ, cái tục ngữ ta gọi là giọt má đào hơn ao nước lã đó, tình cảm nó nhỏ hẹp lắm, không được thấy Như Lai đâu. Như Lai là ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nếu lúc nào mà tâm của các ông thanh tịnh, đó là các ông đã hòa hợp sống trong Như Lai bản thể rồi, các ông đã thể nhập với Như Lai rồi. Chớ tìm ở trong tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, người đó không tìm có Như Lai đâu. Vì vậy mà Như Lai nói cái bài kệ Cô Khởi là: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đó là bài kệ Cô Khởi đó. Và lại nữa: bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Ông muốn thấy Như Lai là ông đừng thấy có vạn pháp, nghĩa là ông thấy tất cả mà giống như ông không có thấy gì hết. Nhưng mà không thấy gì hết không có nghĩa là ông bui, ông không thấy gì. Ông lại vẫn thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Không thấy gì hết mà là ông phải thấy tất cả. Vấn đề nói như vậy có nghĩa là cái tâm của ông đừng dính mắt, mắt đừng dính với sắc, tai đừng dính với
thanh, mũi đừng dính với hương, thiệt đừng dính với vị, thân đừng dính với xúc, và ý đừng dính với cái tư tưởng pháp trần. Lục căn ông tách rời với lục trần, ông làm được như vậy đó gọi là bất kiến nhất pháp, chớ không phải là tự quỷ diệt lục căn của mình. Không cần quỷ diệt lục căn mà vẫn tu tập bất kiến nhất pháp, làm được như vậy là thấy Như Lai đó. Do vậy Như Lai nói bài kệ Cô Khởi: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cái môn thứ ba là thí dụ. Thí dụ này thì nó có nhiều cái thí dụ lắm. Cô khởi rồi, bây giờ tới thí dụ. Thứ tư là thí dụ. Thí dụ là Phật nói nhiều thí dụ lắm nha. Giống như các nhà văn ta thí dụ, nó có ẩn dụ, nó có hiển dụ, nó có quán dụ. Mà thí dụ như Kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói thí dụ nhiều lắm. Cái bấm phương tiện mà Phật nói về ba cái xe: xe dê, xe nai và xe trâu trắng, để ví cho tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Đó là một hình thức, một thí dụ. Xe dê để cái giáo lý, mà tiểu thừa là để cho những cái người căn cơ nhỏ hẹp nghe. Giống như cái xe dê vậy. Nhưng mà cái người mà căn cơ nhỏ hẹp này, cái người căn cơ lớn hơn, cái trí cao hơn, người ta không thích nghe những cái nhỏ nhỏ như vậy, thấp thấp như vậy. Cũng như người lớn, người ta không thích cái xe nhỏ. Thế thì là đáp ứng cái tâm trạng của người lớn đó, thì người ta phải cho cái xe này, xe nai, thì người lớn người ta mới bằng lòng. Thế thì là nói cái giáo lý trung thừa để đáp ứng cái người lớn. Nhưng mà những người mà đại căn đại trí nữa là phải nói đại thừa, giống như là phải có cái xe trâu mà đầy đủ tiện nghi, người ta mới thích. Thế thì là những người lớn chỉ cung cấp cho họ bằng lòng với cái cỡ xe nai thì cung cấp xe nai. Mà người đại căn đại trí, người ta bằng lòng cái xe trâu thì mình phải cung cấp xe trâu. Do vậy mà nói xe dê, xe nai, xe trâu để nói là cái giáo lý, cung cấp cho những người tiểu thừa, những người trung thừa, những người đại thừa, tam đại, đại bạch tam sa, nghĩa là ba cái thứ xe đó là mà thí dụ đó. Rồi chẳng hạn như cái phẩm dược thảo dụ cũng nói lên cái ý, cũng là thí dụ đó. Lời thuyết pháp của Như Lai giống như một trận mưa vậy. Nước một trận mưa là một. Vậy mà cái cây cỏ nhỏ nhỏ như cỏ cú, cỏ mồng trầu, nó hấp thụ nước theo cái kiểu của nó để nó sống. Cây xoài, cây ổi, cây liễu, cây lê, cái sức sống của nó có 10 năm, 15 năm, nó hấp thụ cái nước đó theo cái cỡ của nó để nó sống. Có những cây trên rừng sống cả 1-2 ngàn năm, nó hấp thụ cái nước theo kiểu của nó để nó sống. Vậy là nói pháp, một vị là vị giải thoát. Vậy mà trong đó có những người nghe rồi chỉ sinh cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ thôi. Có người nghe rồi là tu chứng được quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Có người nghe rồi ta lại đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, ta thành Bồ Tát để ta tiến tới vô thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên là pháp của Phật là nó nhiệm màu như thế. Thì thế thì đó là hình thức của thí dụ đó. Cũng như những nhà dứt văn bên ngoài, người ta cũng dùng những cái thí dụ lắm. Tôi nói thí dụ như quý vị nói là làng thu thủy nét xuân sơn, đó là ẩn dụ đó. Qua ghen thua thấm mà liễu hờn kém xanh.
thứ dân là được kêu càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn mình, làng thu thủy nét xuân sơn cũng là thí dụ đó, qua ghen thua thấm mà liễu hờn kém xanh cũng là một cái ẩn dụ, cái thí dụ đó. Vì vậy mà nhà văn người ta dùng nhiều cái thí dụ, thì đạo Phật thuyết pháp cũng nhiều thí dụ. Phật có là ẩn dụ nè, hiện dụ nè, tiền dụ nè, hậu dụ nè, biến dụ nè, bán dụ nè, sau này ta học nhiều cái thứ thí dụ nữa. Hết giờ là tôi ngừng ở đây vậy ha. Dạ bà thầy, có ông đạo hữu ông muốn đề nghị ông có mấy câu thơ để chúc thầy trong đầu xuân mùa giáng. Có được. Có khi nhiều người ta ta không muốn thì sao? Dạ. Rồi vậy hỏi ý kiến thầy. Để tôi ha. Dạ. Tôi xin báo đại chúng là tôi nghe đạo hữu mình đích đây nói có một đạo hữu nào đó Phật tử muốn có cái thiện ý là có mấy câu thơ muốn xin đọc đây để chúc tôi. Nhưng mà theo ý tôi là tôi xin cảm ơn, là tôi muốn rằng là để tặng riêng cho tôi tốt hơn. Chứ đông người rồi có người bằng lòng thơ, có người không thích thơ thì sao? Và tôi xin cảm ơn để gửi cho tôi đi. Tôi mới gửi được người ta tặng tôi câu thơ đây mà tôi không dám đọc nè. Câu thơ tôi cho là ngộ lắm, mà giờ đọc có người ta không bằng lòng thơ thì sao? Thôi thì cái này để riêng nha. Cảm ơn cái đạo hữu. Ừ. Hết giờ là gần đây à. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô